Mẹ, cho con chương trình mua kẹo không đi mẹ? Trời đất ơi, nghĩ sao bà lớn mà ăn kẹo nữa, ăn vài bữa ha cũng không còn cái răng nào luôn đó. Vậy thôi, con sẽ tự đi làm kẹo kéo con ăn luôn. Làm được không đó? Kẹo kéo của một con nó dễ lắm hả? Có đậu phộng nữa đó. Mà mấy ai biết là làm được làm đi. Mẹ thử thử thách con lần này luôn đó. Ôi sư kê, con sẽ không làm mẹ hất giọng đâu. Bây giờ gian đậu phộng. Gian đậu phộng phải để muối nha, cho nó không có khét. Bây giờ mình để lưới nó nhỏ thôi. Rồi mình sẽ gian từ 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 đến nó khét. Đậu phộng này á, gian xong cái bóp vỏ ra cái bóp lửng. Không chừng chưa kịp bóp vỏ nha, bóp lửng rồi. Mình chín lòi tắt bếp. Giờ mình đi làm kẹo. Để đi hồi nguội xong hết bóp. Giờ cân 300g đường. Giờ cái sẽ ra bờ ao mà trong nhà để cái bóp đậu phộng cho nó rớt xuống ao. Đậu phộng xong rồi giờ mình sẽ bắt cái chảo lên. Cái chảo là cái này mới đúng, cái này là cái nồi. Giờ mình sẽ bắt lên. Bây giờ cho chú chút chanh nè. Rồi để nó ngồi đi. Cho nó tới được mới được. Giờ đi kiếm mẹ coi mẹ đang làm cái gì. Ủa, xức kem á mẹ. Mẹ đang xức kem, mới tắm xong xức kem xíu. Kem gì mà ghê tí non. Gì mà chiền trắng làm trắng da sau 7 ngày 10 ngày sử dụng giúp da điều màu M5 bảo vệ da tác hại của môi trường. Ủa mẹ chưa xài hết hộp kia nó sao mẹ mua thêm hộp này đó mẹ. Ủa mẹ, cái này là người ta tặng bánh đúng không mẹ? Mua hộp kem này người ta tặng bánh phải không mẹ? Trời đất ơi, bởi vậy ta nói thiệt chứ, tôi chén thiệt chứ. Con trai ơi là con trai, cái này á là kem body retinol truyền trắng của mẹ. Còn cái này khi mà mẹ mua một hộp này người ta tặng một tấm trắng, mẹ phái nên thành ra mẹ mua sẵn, mẹ xài hết rồi á là mẹ mua nữa. Trời đất ơi, con trai ơi là con trai á. Trong thời gian khán chờ đợi thì khán sẽ cho miếng vô ăn. Lên đây đó, như vậy rồi chết điều. Giờ cái sẽ thử đường nha, nó đã đông rồi vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ đổ ra bọc nó thay vô ăn, từ từ thôi, nó còn hơi nóng đó. Ủa không gà có ai hỏi Khán là ông thành công không đây. Hồi nãy Khán đổ vô cái nó nhiều quá trời, nó bị chèn cái ra ngoài, cái giờ Khán lấy cái muỗng đánh luôn, nó cũng trắng lên nè. Giờ nó còn có chút tí à, thôi kệ, giờ mình cũng mang qua tay cho mình kéo đi, được bao nhiêu thì tính nhiêu thôi chứ sao giờ. Rồi dính qua tay luôn, bỏ luôn. Ôi trời ơi, con làm cái gì vậy thế? Trời đất ơi, trời ơi, cái gì vậy? Má ơi trời, đây cái thằng là trời. Ông buông ra, chị buông ra coi. Ai kéo kéo ai vậy? Kéo trời ơi, má không sao? Ờ, nãy giờ tao trong phòng tao nghe cái gì mà ở ngoài này nó cầu quậy kìa. Tao chạy ra tao coi. Bởi vì đây nè, đó hôm bữa có người nào mà comment hỏi là đó giờ Khán có làm món nào này chưa. Cái này là kẹo chị mọi ơi. Thì đây nha, đó chị, đó đây. Ôi mẹ cười cho nó đau, cô hô dốt nữa, không biết khán giả có cười không nữa. Thôi giờ bye bye cả nhà nha, Khán bất lực rồi. Khán hẹn cả nhà lại món khác nha, còn hôm nữa Khán sẽ làm lại món này.